Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, đây có gì đây bạn? Wow, một con kim toilet phá hủy đó luôn các bạn ơi. Rồi đây có chiếc xe đây các bạn. Qua đây có một chiếc xe cảnh sát đang đội cái đó màu đỏ các bạn ơi. Chở theo một chiếc xe lưu nè. Đó xe lưu nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Rồi các bạn ơi, đây có chiếc xe đây các bạn. Qua có một chiếc xe container màu xanh nước biển nè các bạn ơi. Luxury truck nhà chở theo một chiếc xe lửa. Hai chiếc xe lửa này nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi các bạn ơi, đây có chiếc xe gì đây các bạn? Ở đây có một chiếc xe chở trái cây nè các bạn. Đây trái chuối nè các bạn. Rồi đây là trái chanh nè các bạn. Rồi đây trái cà tím nè các bạn. Rồi đây trái dâu nè các bạn. Đó, xe chở thú nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi đây có chiếc xe đây các bạn. Qua một chiếc xe màu đỏ luxury truck nè các bạn. Chở theo một chiếc xe lửa. Hai chiếc xe lửa nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Qua lại là một chiếc xe container nè các bạn ơi, luxury truck luôn. Chở theo một chiếc xe lửa, hai chiếc xe lửa nhìn rất đẹp luôn các bạn. Rồi đây có chiếc xe đây các bạn. Có một chiếc xe container màu đỏ có móc kéo màu vàng nè. Chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe. Đó, đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Đây là xe chồng bê tông, đây còn thiếu cái cabin nè các bạn. Lấy cabin lắp ráp vô đó, nhìn đẹp chưa bạn? Xe đội cái nón nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Bạn ơi, ở đây có gì đây bạn? Thao một con cameraman nè các bạn ơi. Phá hủy nó luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. À, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cầu múc cát nè. Anh tài xế đang ngồi cười, đang còn thiếu cabin. À, cái cabin này các bạn, rồi lắp ráp vô đó, nhìn đẹp chưa bạn ơi? Có xe có còi xe màu trắng, nhìn rất đẹp luôn nha. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. À, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe MC Win nè các bạn. Đang đội cái nón này chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe đó, nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe này các bạn. Các bạn ơi, đây có một chiếc xe lưu nè các bạn ơi. Đó, còn đây là chiếc xe ô tô chở theo chiếc xe lưu các bạn nè, để lên đây nè. Đó, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì các bạn ha? Đây là cái bệ cẩu nè, có anh tài xế đang ngồi lái xe, còn thiếu cái gầu múc cát để mình kiếm coi. À, các bạn ơi, ở đây có cái gầu múc cát nè. Đây gắn vô nè các bạn. Đó, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn đẹp quá các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có cabin của chiếc xe gì đây các bạn ha? Mình biết rồi các bạn ơi. Hình như của chiếc xe cẩu múc cát các bạn. Bây giờ lấy cabin các bạn lắp ráp vô nè. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Rồi các bạn ơi, đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe chở khủng long các bạn ơi. Nè, chở thêm một con khủng long nè. Thêm một con khủng long nữa, nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây bạn? Wow, những siêu anh hùng, rồi giải cứu những siêu anh hùng này ra luôn các bạn ơi nè. Wow, rất là nhiều siêu anh hùng luôn. Rồi đầu tiên đây là ai đó các bạn? À, đây là Batman nha các bạn. Rồi tiếp theo đây là siêu nhân nhện nè các bạn ơi. Rồi còn đây là Superman nè các bạn. Rồi còn đây là Batman nè các bạn. Wow, nhìn đẹp quá các bạn. Bạn ơi, ở đây có cabin của chiếc xe gì đây? À, hình như của chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Bây giờ lấy cabin lắp ráp vô bạn. Đó, nhìn đẹp chưa bạn ơi? Wow, rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe container nè các bạn ơi, xe cảnh sát nha, police nè. Chỗ đây cho tài xế ngồi lái xe, có còi xe màu xanh nước biển, chở thêm một chiếc xe, hai chiếc xe. Wow, xe rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, đây có cabin của chiếc xe này các bạn. À, các bạn ơi, hình như của chiếc xe này nè các bạn. Đây là xe tăng cứu hộ nha. Rồi bây giờ lấy cabin các bạn lắp ráp vô. Đó, chiếc xe có chú cảnh sát nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi tiếp tục nào các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, hình như đây là con cameraman nè các bạn. Phá hủy nó luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây bạn? Có một chiếc xe ủi cát nè bạn ơi. Đó, xe ủi cát xúc lật nha các bạn. Rồi đây có một kéo bạn. Bây giờ mình sẽ cho chở theo con quái vật này nha bạn. Nè nè nè. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có con Biscoman đang bị gãy cái tay rồi. Phá hủy nó luôn nha các bạn. Và ở đây có hộp nữa bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có một hộp xe container nè các bạn ơi. Hè đầu container nhìn rất đẹp luôn nha. Bên này có cái thùng hàng bạn. Bây giờ mình mở rồi coi bạn. Ô, các bạn ơi, ở trong này có rất nhiều xe luôn nè. Một chiếc nè, hai chiếc, ba chiếc nè. Đó, đẹp chưa bạn? Ơi, ở đây có dụng cụ sửa xe nữa nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dặn con ốc này ra nè các bạn. Đây các bạn chờ mình xíu nha. Wow, mình đang dặn con ốc này ra nè các bạn. Rồi xong rồi nè các bạn, mình đã mở cái mui xe ra nhìn rất đẹp luôn nha. Xe có ống khói nhìn rất là ngầu luôn. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, lại là một chiếc xe container các bạn ơi. Xe container chọn bê tông nè các bạn. Đó, ở đây có móc kéo nè các bạn. Ở đây có chiếc xe gì đây bạn? À, đây là xe cẩu múc cát bạn ơi, để lên đây nè các bạn. Nè 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 nè. Rồi ở đây có chiếc xe nè các bạn. À, cái chiếc xe chọn bê tông nè các bạn. Ở đây có đồ chọn bê tông. Lấy cái đồ chọn bê tông nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô đây bạn. Nên ok các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe chọn bê tông nhìn rất đẹp luôn. Các bạn ơi, ở bên này có gì đây bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có hộp xe gì đây? Thao một chiếc xe container Rolls Royce nè các bạn ơi. Ở đây có một cái đèn, hai cái đèn, ba cái đèn chỗ cho tài xế ngồi lái xe nè. Bộ tem thiết kế nhìn rất là ngầu luôn nha. Đó, ở đây có ống khói bạn, xe này có rất nhiều ống khói luôn nha. Wow, xe rất nhiều bánh xe luôn nha các bạn. Wow, rất là dài luôn các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe này các bạn. Wow các bạn ơi, lại là một chiếc xe container nữa nè các bạn. Thao xe container này có móc kéo nhìn siêu dài luôn nha các bạn. Đó, ở đây có chiếc xe này các bạn. À, đây một chiếc xe ben các bạn. Để lên đây nè các bạn. Ở đây có chiếc xe này các bạn. À, xe cẩu múc cát các bạn ơi. Để lên đây luôn các bạn. Wow, chiếc xe container này siêu dài, siêu đẹp luôn nè các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái hộp gì đó bạn. Wow, một hộp súng gì nè bạn. Mở hộp súng này ra cho bạn cùng xem nha các bạn. Đây đây đây, đây các bạn ơi. Wow, khẩu súng này nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Khẩu súng này có thể lắp ráp được nè các bạn. Đó, mình dặn tất cả các chi tiết ra luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Bao hay chưa nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy ngầu chưa các bạn? Đó, khẩu súng này chúng ta thì mở chỗ này ra coi nè các bạn. Đó, gắn lại nè các bạn. Rồi bây giờ kiểm tra coi. Wow, khẩu súng này còn hoạt động được đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái băng đạn nè các bạn. Ở đây có rất nhiều đạn luôn. Bây giờ mình sẽ gài đạn vô nè các bạn. Đó, gài những cái viên đạn vô đây nha. Đó, các bạn nhìn nè nha. Đó, rất là nhiều đạn luôn nha các bạn. Rất là nhiều đạn luôn nha các bạn. Rồi rồi các bạn ơi, hình như đầy rồi các bạn. Rồi,
ok. Đó, mình đã nhét hết đạn vô nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gài đạn vô nè nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ gài cái bán súng vô nè các bạn. Đó, các bạn thấy khẩu súng này ngầu chưa bạn? Nè, đây là cái bia bắn nè các bạn. Bây giờ mình bắn các bạn xem nè. Wow. Đó, các bạn thấy khẩu súng bắn mạnh chưa các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái ống nhắm vô nè các bạn. Đây, ống nhắm mình sẽ gắn đây nè các bạn. Đó, ngầu chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ gắn thêm cái nòng giảm thanh vô nè các bạn. Đây, đó, dài cả thêm nè các bạn, thấy ngầu chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ gắn thêm cái bán súng cho nó dài thêm nha các bạn. Đó, khẩu súng bây giờ rất là dài luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhắm mục tiêu nha các bạn. Ê, các bạn ơi, ở phía trước chúng ta có gì các bạn ơi? Hình như con quái vật Kirby Toilet kìa các bạn. Thôi, bây giờ mình nhắm bắn nó nha bạn. 1 2 Oh, wow. Ơi chứ bạn ơi, đó mình đã bắn quá giờ Kirby Toilet các bạn. Wow, rất là ngầu luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe này là xe gì đây các bạn? Hình như đây là xe quái vật bồn cầu nè các bạn. Một xe Kirby Toilet đó các bạn. Có con Kirby Toilet nhìn dữ chưa các bạn ơi? Đâu bây giờ mình kiểm tra coi chiếc xe còn hoạt động không? Khởi động đây nè các bạn. Thấy cái đồ điều khiển các bạn, mình sẽ khởi động lên kiểm tra. Ui các bạn ơi, con quái vật Kirby Toilet này nó còn hoạt động nè các bạn ơi. Đó, nó chạy ghê chứ bạn ơi. Wow, ghê chứ bạn. Đó. Wow, các bạn ơi, trời con Kirby Toilet này nó chạy ghê chứ bạn. Kìa. Đó, nó chạy siêu sức mạnh luôn kìa các bạn ơi. Đó, nó chạy siêu sức mạnh luôn các bạn. Wow, ghê chứ bạn ơi. Kìa. Trời con Kirby Toilet này nó chạy mạnh ghê bạn ơi. Kìa. Đó, nó chạy vô hư hết mấy chiếc xe của mình luôn các bạn. Kìa. Wow, ghê chứ bạn ơi. Kìa. Trời, quá vậy Kirby Toilet này khỏe các bạn ơi. Wow, không được các bạn ơi. Trời. No, các bạn ơi. No, các bạn ơi, con quá vậy Kirby Toilet này nó chạy ghê quá. Nó chạy hư hết mấy chiếc xe của mình luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lại đây coi các bạn. Ở đây có chiếc xe này các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe container siêu nhỏ các bạn ơi. Ở theo một chiếc xe máy cày nè các bạn. Đó, xe ui cát nha. Wow, dưới này chở theo rất là nhiều xe đua luôn các bạn. Rồi sửa chữa lại xe này nha các bạn. Đây. Rồi tiếp tục thêm một bánh xe nữa các bạn ơi. Ok. Ba chiếc xe ben này bự quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho chở siêu nhân nha các bạn. Đó, nhìn ngầu chứ bạn. Nên. Rồi sửa chữa lại chiếc chở rác siêu to khủng lồ các bạn ơi. Một bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok. Wow, chiếc xe chở rác này siêu to luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho chở chiếc xe này các bạn. Đó, chở được các bạn. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe này các bạn. Đây là xe cầu múc cát các bạn ơi. Đây có cầu múc cát các bạn. Đây lắp ráp vô bạn. Đó, một chiếc xe cầu múc cát nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Đây là xe cầu múc cát bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cầu múc cát các bạn lắp ráp vô nha các bạn. Đó, một chiếc xe cầu múc cát siêu ngầu luôn. Wow, các bạn ơi. Chiếc xe này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe container màu đỏ nè các bạn ơi. Có còi xe màu xám nè. Đó, thêm một chiếc xe, hai chiếc xe nè. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn? Đó, xe container nhìn rất đẹp luôn nha. Rồi sửa chữa lại chiếc xe chậu bê tông nè các bạn. Bây giờ lắp bánh xe các bạn, một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm một bánh xe nữa các bạn ơi. Nên. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe cầu múc cát bạn. Đây gắn một bánh xe, thêm một bánh xe nữa nè các bạn. Ok. Wow, xe cầu múc cát có cầu múc cát siêu bự luôn các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe đua siêu ngầu các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe đua siêu ngầu luôn nè các bạn. Đó, cản lướt gió bạn ơi, đèn xe nè các bạn. Đó, phục dúng phía trước nè bạn. Bánh xe siêu mềm luôn nha. Đó, xe rất là ngầu luôn bạn. Khởi động chiếc xe lên nè các bạn. Khởi động cái đồ điều khiển lên luôn các bạn. Kiểm tra coi chiếc xe còn hoạt động. Ồ, các bạn ơi, chiếc xe này còn hoạt động nha các bạn. Ồ, xe chạy rất là hay luôn các bạn ơi. Kìa. Các bạn ơi, chiếc xe này chạy mạnh chưa kìa các bạn ơi. Đó. Ghê chưa bạn? Wow, ghê chưa bạn ơi. Đó, xe này chạy siêu sức mạnh luôn kìa. Wow. Kìa bạn ơi. Các bạn ơi, kìa. Đó. Các bạn ơi, trời chiếc xe này nó chạy nó đụng với chiếc xe của mình luôn các bạn. Wow, kìa các bạn ơi, kìa. Đó, ghê chưa bạn ơi. Đó, xe này chạy ghê nha. Wow, xe chạy siêu tốc độ luôn các bạn ơi. Wow, rất là nhanh luôn các bạn. Đó. Wow, các bạn ơi, kìa. Đó, chiếc xe này chạy mạnh chưa các bạn ơi. Đó, ghê chưa các bạn ơi. Chiếc xe nó chạy bị hỏng bánh lên luôn các bạn ơi. Đó, chiếc xe này chạy rất là dữ luôn nha các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, chiếc xe này nó chạy nó phá hư hết những chiếc xe đồ chơi của mình rồi các bạn. Thôi bây giờ mình phải về nhà ăn cơm, học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.